Photonics, chuyên gia tự động hóa hàng đầu Hàn Quốc, đang dẫn đầu xu thế đổi mới nhằm tạo ra một thế giới tiện nghi hơn. Photonics, giải pháp tự động hóa nhằm nâng cao năng suất của người sử dụng trên toàn thế giới, bắt nguồn từ Busan, Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1977, Photonics đã phát triển thành một công ty toàn cầu cung cấp các giải pháp tự động hóa hiệu quả trên toàn thế giới. Photonics tiếp tục mở rộng kinh doanh và phát triển mạng lưới phân phối toàn cầu, với tham vọng ngày càng lớn mạnh và cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với mọi người. Tương lai của Photonics sẽ mở đường cho tương lai của ngành công nghiệp tự động hóa toàn cầu. Photonics sản xuất và phân phối hơn 6.000 sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực tự động hóa. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm cảm biến công nghiệp, phần cơ bản và thiết yếu nhất của bất kỳ hệ thống tự động hóa nào. Điều khiển công nghiệp, thiết bị dùng để duy trì kết quả mong muốn trong quá trình điều khiển, bao gồm điều khiển nhiệt độ, bộ đếm số lượng, điều khiển thời gian và đo giá trị. Thiết bị chuyển động, với khả năng kiểm soát tốc độ, vị trí và chuyển động với độ chính xác cao. Hệ thống đánh dấu laser tùy biến và hiệu suất cao. Thiết bị tự động hóa quá trình, hỗ trợ cho hiệu quả tối đa trong công nghiệp chế biến. Nút nhấn, nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống hoạt động, cung cấp tiện nghi, thoải mái và an toàn cho nhà sản xuất. Và nhiều sản phẩm light up được thiết kế để tối đa hóa năng suất của người sử dụng trong các ứng dụng đa dạng. Công nghệ tự động hóa điều khiển chất lượng cao của Photonics hứa hẹn mở ra tiềm năng toàn diện của ngành công nghiệp tự động hóa toàn cầu. Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn và mạnh dạn đầu tư vào sự phát triển vì một nền công nghệ tiên tiến hơn. Với hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến cùng môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn cao, sản phẩm của chúng tôi được kiểm nghiệm dưới quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng hàng đầu cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của người tiêu dùng toàn cầu. Những hoạt động đơn giản đã phát triển thành công nghệ tiên tiến và những thách thức mà chúng tôi chinh phục đã mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn. Nhà lãnh đạo vô hình của thị trường tự động hóa công nghiệp, Photonics. Chúng tôi với công nghệ tân tiến đang từng bước thay đổi thế giới. Vì sự an toàn, tiện nghi và hiệu quả, tự động hóa cho mọi người, tự động hóa cho tương lai, bắt đầu ở đây với Photonics.